Liên đoàn bóng đá Maroc gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cổ động viên đòi đá lại trận bán kết. Liên đoàn bóng đá Maroc vừa gửi đơn khiếu nại lên FIFA về trọng tài César Ramos sau khi đội tuyển quốc gia nước này thua Pháp 0-2 ở trận bán kết World Cup 2022. Khiếu nại cho rằng họ đã bị trọng tài từ chối hai quả phạt đền rõ ràng. Các nhà quản lý bóng đá của Maroc dùng từ kỳ cục để nói về trọng tài César Ramos. Theo đó, trong tuyên bố của mình, Liên đoàn bóng đá Maroc cho biết: Liên đoàn bóng đá Maroc phản đối mạnh mẽ công tác trọng tài điều khiển trận đấu Maroc-Pháp do ông César Arturo Ramos điều hành. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Maroc đã gửi thư tới cơ quan có thẩm quyền về các tình huống trọng tài đã tước đi hai quả phạt đền không thể chối cãi của tuyển Maroc, theo ý kiến của một số chuyên gia trọng tài. Một trong hai tình huống được nhắc đến là pha bóng mà Sofian Buffon phải nhận thẻ vàng khi va chạm với Theo Hernandez trong vòng cấm ở hiệp 1. Đây là pha bóng mà hậu vệ của tuyển Pháp có tác động ngáng chân Buffon, nhưng chính tiền vệ của Maroc lại bị phạt trong sự phản đối mạnh mẽ của các cầu thủ đến từ quốc gia châu Phi. Đồng hành với Liên đoàn bóng đá Maroc, hàng ngàn bình luận ủng hộ người hâm mộ đã xuất hiện và phần lớn trong số này đề nghị FIFA cho đá lại trận bán kết, dù biết đây là khả năng rất viển vông. Trong khi đó, trước thông điệp của Liên đoàn bóng đá Maroc, FIFA chưa có bất cứ phản ứng nào